Đòi thông chốt vì đang đi làm từ thiện, chỉ mặc công an, mày cản tao là cản trời. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà Bình Dương cũng trở thành một trong những điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Chính vì vậy, việc siết chặt các quy định trong phòng chống dịch tại thời điểm này đối với người dân là việc làm cần thiết để địa phương có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân tỏ ra coi thường các quy định của pháp luật. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông lấy danh nghĩa làm từ thiện, có ý định thông chốt, chống đối người thi hành công vụ và lăng mạ lực lượng chức năng tại Bình Dương. Theo như những gì đoạn video ghi lại, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng khi người đàn ông này điều khiển ô tô đến chốt kiểm soát, đã được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ theo đúng quy định phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, người này đã không thể lấy ra giấy tờ theo quy định. Sau khi được yêu cầu rời khỏi xe về chốt kiểm soát, làm thủ tục xử lý vi phạm, người đàn ông này không ngừng lấy lý do: tao đi làm từ thiện, để cho tao đi đi, tao không có giấy tờ, tao làm bằng cái tâm của tao, để phản bác lại lực lượng chức năng. Đặc biệt, đối tượng không những không chịu đeo khẩu trang mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm đe dọa chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng gia đình. Tao giết cả nhà mày luôn, tại chốt kiểm dịch. Hơn nữa, người này còn khăng khăng: tao làm việc của trời, cản tao là cản trời, và thách thức các cán bộ chiến sĩ bỏ khẩu trang và đi cùng mình. Dù đã được chiến sĩ cảnh sát cơ động bình tĩnh giải thích lỗi vi phạm cũng như yêu cầu người này đeo khẩu trang về chốt kiểm dịch, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục khiêu khích, giật khẩu trang và nói: chốt nào, tao không đi, mày làm gì được tao? Cuối cùng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khống chế. Đến tận lúc này, người đàn ông vẫn lớn tiếng: tôi làm gì mà còng tôi? Tuy nhiên, sau khi được đưa về công an phường làm việc, đối tượng lại thay đổi hoàn toàn thái độ, vừa khóc lóc vừa nêu ra lý do muốn thông chốt chỉ vì muốn đi làm từ thiện. Bản thân em không sợ chết, em mới dám đi. Em lên những chỗ trẻ mồ côi, em trao đồ, trao quà. Dù với lý do gì, việc làm vi phạm, chống đối cũng như lăng mạ lực lượng chức năng của người đàn ông này ở thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại Bình Dương như hiện tại vẫn là điều không thể chấp nhận. Không chỉ Bình Dương mà mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Lê Kim Luân, 27 tuổi, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, Luân biết rõ thành phố Phan Thiết đang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tuy nhiên, Luân bất chấp chạy xe từ nhà mình ở huyện Hàm Thuận Bắc, né các chốt kiểm soát để vào chợ Phan Thiết sửa chiếc loa. Sau khi sửa xong, Luân quay về nhà thì gặp chốt kiểm soát đặt trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vì không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân không chấp hành mà tăng ga thông chốt. Các lực lượng tại chốt truy đuổi Luân. Trên đường bỏ chạy, Luân gặp vật cản là ống bê tông chắn ngang nên quay đầu đâm vào xe của lực lượng truy đuổi. Chưa dừng lại ở đó, Luân còn dùng nón bảo hiểm đánh lực lượng chức năng. Tổ công tác đã khống chế, đưa Luân về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Luân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Luân về hành vi trên. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng thủ tục rút gọn vụ án để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái mạnh khỏe, hạnh phúc thì không chỉ cần đến sự nỗ lực của các cấp chính quyền mà còn cần nhiều hơn sự ủng hộ và hợp tác từ phía nhân dân.